Xin thân mến chào tất cả các con. Trong tiết tiếng Việt ngày hôm nay, cô rất vui khi được gặp lại các con nè. Trong chủ đề 23, các con đã được biết về những điều thú vị mới mẻ xoay quanh những ngày Tết đúng không nè? Các con cũng biết được đặc trưng của Tết ở từng vùng miền khác nhau. Vậy trong bài ngày hôm nay, đó là bài thực hành, cô trò chúng mình sẽ cùng ôn lại một chút về những chủ đề xoay quanh ngày Tết của mình con nha. Các con ơi, để bước vào bài học ngày hôm nay, cô yêu cầu các con hãy chuẩn bị cho cô phiếu bài tập mà cô đã giao và bên cạnh đó các con hãy chuẩn bị bút chì, thước kẻ và đừng quên bút mực con nha. Các con hãy quan sát và theo dõi thật kỹ video này để mình hoàn thành thật tốt nội dung học tập của mình trong ngày hôm nay nè. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, cô có những câu đố dành cho các con nè. Bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe và đưa ra đáp án thật chính xác cho cô nha. Câu hỏi đầu tiên dành cho các con như sau. Các con hãy cùng đọc với cô nè. Mình vuông vức áo xanh xanh, da xanh thịt trắng đổ hành ở trong. Là bánh gì vậy con? Các con hãy bấm dừng video lại tại đây và nhanh tay viết kết quả của mình vào phiếu bài tập con nha. Các con ơi, các con đã viết xong kết quả vào phiếu bài tập của mình chưa nào? Bây giờ, cô mời các con quan sát lên màn hình để cùng kiểm tra kết quả với cô nha. Đó chính là bánh chưng. Cô chúc mừng những bạn đã có kết quả đúng nè. Các con có biết không, bánh chưng là một loại bánh và cũng là một món ăn trong mâm cơm ngày Tết của Việt Nam mình đấy các con. Bánh chưng còn thể hiện cho lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên của mình nữa nè. Câu đố đầu tiên dường như quá dễ đối với các con đúng không nào? Bây giờ cô mời các con bước sang câu đố thứ hai nha. Các con cùng đọc với cô nào. Quả tròn to, da xanh xanh, ruột trong đỏ chót mát lành ai ơi. Hạt tên bé bé thủi thui, ăn vào hết khát đố vui xem nào. Là quả gì vậy con? Con hãy suy nghĩ và viết kết quả vào phiếu bài tập của mình nha. Các con ơi, các con đã viết kết quả vào phiếu bài tập của mình xong chưa nào? Bây giờ các con hãy cùng quan sát lên màn hình để kiểm tra kết quả cùng với cô nha. Các bạn có hồi hộp không nào? À, cô công bố kết quả với các bạn, đó chính là quả dưa hấu. Quả dưa hấu là một loại quả đặc trưng thường được trưng bày rất nhiều vào trong ngày Tết. Khi ăn dưa hấu làm cho các con cảm thấy rất là mát và dưa hấu cung cấp nước cho mình nữa nè. Các con có nhớ sau những bữa ăn trưa ở trường, chúng mình được tráng miệng bằng dưa hấu không? Và các con đừng quên, sau khi ăn xong, vỏ dưa hấu và hạt dưa hấu, các con hãy vứt gọn gàng vào trong thùng rác con nha. Cô chúc mừng các bạn đã có những câu trả lời thật là chính xác trong hai câu đố vừa rồi của cô nè. Và bây giờ, cô có một bài tập nhỏ dành cho các con đây. Các con hãy chú ý quan sát lên màn hình và cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Câu hỏi số 1, viết lại các từ ngữ chỉ hình dạng, màu sắc có trong hai câu đố. Vậy, các con ơi, các con có biết từ ngữ chỉ hình dạng là gì không? À, đúng rồi, từ ngữ chỉ hình dạng là những từ ngữ chỉ hình dáng bên ngoài, đó là những đặc điểm riêng, những nét riêng của một vật nào đó đấy các con ạ. Để làm được câu hỏi số 1 này, các con hãy đọc lại giúp cô hai câu đố vừa rồi. Các con hãy dùng thước và bút chì gạch chân những từ ngữ chỉ hình dạng và màu sắc có trong hai câu đố này nha. Sau đó các con hãy hoàn thành bài số 1 này vào phiếu bài tập của mình. Các con có thể bấm dừng video lại tại đây để thực hiện yêu cầu số 1 của cô. Sau khi làm xong bài tập 1, con và cô cùng nhau đọc yêu cầu của bài tập số 2 con nha. Ở bài tập số 2, yêu cầu đặt câu có từ ngữ là đáp án câu đố. À, trong bài tập trước, con đã biết được đáp án của câu đố là gì rồi đúng không nè? Đó là bánh chưng và dưa hấu. Rất là giỏi nè. Vậy bây giờ con hãy sử dụng hai từ ngữ đó để đặt cho cô những câu thật là hay và thật là ý nghĩa con nha. Và đây là gợi ý của cô. Con có thể đặt câu như sau. Cô ví dụ
Bánh chưng bà em gói rất đẹp. À, các con lưu ý cho cô nè. Khi viết câu, đầu câu các con nhớ viết hoa và cuối câu các con nhớ viết dấu chấm nha. Và khi viết câu, các con cũng cần viết câu có nghĩa và viết tròn câu để người đọc được dễ hiểu hơn và câu văn của con sẽ hay hơn. Và cô lưu ý các con nè, sau khi viết xong câu, con hãy đọc lại một lần nữa câu mình vừa viết để xem trong câu đó mình có viết sai lỗi chính tả nào không con nha. Cô có lời khen ngợi dành cho tất cả các con đã kiên trì và hoàn thành rất tốt những nội dung học tập mà cô giao cho nè. Và bây giờ cô có một nhiệm vụ nhỏ dành cho các con đây. Cô biết chắc rằng các bạn nhỏ của cô sẽ rất vui khi được học cùng ba mẹ, ông bà hoặc là anh chị của mình đúng không các con? Vậy bây giờ cô giao một nhiệm vụ nhỏ dành cho các con đây. Các con hãy nói cho ba mẹ và những người thân trong gia đình của mình nghe về những việc con đã làm để chuẩn bị cho ngày Tết nha. Cô có những gợi ý như sau dành cho con. Con có thể kể về những việc con đã làm và những việc đó con đã làm cùng ai. Khi làm những việc đó, con cảm thấy như thế nào? Đây là những gợi ý dành cho các con để các con cùng trò chuyện với ba mẹ, ông bà hoặc anh chị và những người thân của mình. Các con hãy nói và chia sẻ cảm nghĩ của mình để mọi người được nghe nha. Đây là một số gợi ý nho nhỏ của cô dành cho con đây. Con hãy quan sát nha. Vào những ngày trước Tết, con có thể cùng phụ giúp ba mẹ, anh chị dọn dẹp trang trí lại nhà cửa thật đẹp để đón Tết nè. Ngoài ra, con có thể cùng mọi người dạo phố và mua sắm. À, con còn nhớ trong thời gian vừa qua ở trường mình tổ chức một hoạt động rất là sôi nổi không? Đúng rồi, đó là hoạt động trang trí cành mai, cành đào. Con đã được làm cùng cô và các bạn đấy. Con đã được mang cành mai, cành đào này về trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình đúng không nè? Ngoài ra, vào những ngày trước Tết, cô biết chắc rằng cũng có nhiều bạn được cùng ông bà của mình gói bánh để đón Tết đúng không các con? Và còn rất rất nhiều việc nữa các con đã làm để chuẩn bị cho ngày Tết đúng không nè? Các con hãy chia sẻ những điều đó cho ông bà, ba mẹ và những người thân của mình được nghe con nha. Con hãy bấm dừng video lại tại đây để cùng chia sẻ với ba mẹ và những người thân của mình về những việc con đã làm để chuẩn bị cho ngày Tết nha. Và các con ơi, cô sẽ rất vui nếu nhận được những video chia sẻ của các con về những việc con đã làm để chuẩn bị cho ngày Tết đó. Nếu được, con hãy gửi riêng về Zalo của các cô để các cô được nghe về những chia sẻ của con nha. Sau khi chia sẻ với ba mẹ và những người thân của mình, con hãy giúp cô viết lại những điều con đã làm để chuẩn bị cho ngày Tết vào bài tập 3 dưới đây. Đây là ví dụ của cô, con chú ý quan sát lên màn hình và lắng nghe nha. Em cùng cha mẹ trang trí phòng khách để đón Tết. Ngoài ra, con có thể viết được nhiều câu hay hơn đúng không nào? Và các con nhớ nè, khi viết câu dài, con viết hết hàng, mình nhớ xuống hàng và viết sát ở đầu hàng con nha. Cô đã hướng dẫn cho các con làm xong 3 câu hỏi trong nội dung học tập ngày hôm nay. Bây giờ các con hãy kiểm tra lại một lần nữa xem mình có mắc phải lỗi chính tả nào không nha. Sau đó con đưa cho ba mẹ xem và nhờ ba mẹ chụp lại gửi Zalo cho cô nha. Cô rất vui khi thấy những bài làm các con viết chữ nắn nót và trình bày cẩn thận. Cô hy vọng rằng bạn nhỏ nào cũng sẽ trình bày sạch đẹp bài làm của mình. Và các con đừng quên, những phiếu bài tập này mình sẽ đóng thành cuốn và nộp lại cho các cô khi đi học lại con nhé. Cô rất vui vì tuần sau các con đã được đến trường đi học rồi nè. Các con hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và hãy tập ngủ sớm, dậy sớm để mình đi học đúng giờ con nha. Cô có rất nhiều món quà đã được chuẩn bị sẵn và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi con ở trường đấy.
Các con hãy nhớ đi học đầy đủ nha. Cô thân ái chào tạm biệt các con. Cô thường chúc các con luôn vui khỏe, chăm ngoan và vâng lời ba mẹ nè.